thành viên của Không quân Hoàng gia, RAF, chào đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân Kim Kyun-hee khi họ đến sân bay Stansted gần London, Anh Quốc, vào ngày 20 tháng 11 năm 2023. Ảnh Reuters sau lễ đón Hoàng gia lớn vào thứ Ba, Yoon đã bắt đầu công việc vào thứ Tư, tổ chức cuộc họp với Sunak cũng như lãnh đạo đối lập Keir Starmer, người được cho là sẽ trở thành người đứng đầu Anh Quốc tại cuộc bầu cử dự kiến vào năm 2024. Trong cuộc gặp gỡ với Sunak, hai bên đã ký kết một hiệp ước mới, hiệp ước Downing Street, theo thông báo từ văn phòng Downing Street của Sunak trên X, trước đây là Twitter. Hiệp ước này củng cố mối quan hệ lâu đời của chúng ta và nâng cao sự hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, quốc phòng và an ninh, nói trong thông cáo. Hai nhà lãnh đạo cũng đã đồng ý bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do Anh-Hàn Quốc mạnh mẽ hơn, theo thông cáo từ Downing Street. Trước đó, Yoon đã phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp với sự tham gia của các CEO và đại diện khác từ cả hai quốc gia, đánh dấu sự bắt đầu của cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại mới. Yoon đã nói rằng chuyến thăm này là bước đệm cho sự hợp tác lớn hơn với Hàn Quốc, đang nhắm đến việc mở rộng cơ hội kinh doanh và chuỗi cung ứng công nghệ cao, cũng như tăng cường quan hệ ngoại giao và quốc phòng. Gặp gỡ với các nghị sĩ Anh vào ngày thứ Ba, ngày đầu tiên của chuyến thăm 3 ngày của ông nói rằng mối quan hệ song phương của họ sẽ được tái sinh thành đối tác chiến lược toàn cầu thực sự. Mở rộng sự hợp tác, các cuộc họp vào ngày thứ Tư diễn ra sau lễ đón Hoàng gia chính thức mà Yoon và phu nhân ông, đệ nhất phu nhân Kim Kyun-hee, đã nhận vào ngày đầu tiên của họ. Với việc London trải thảm đỏ, King Charles III đã tổ chức một bữa tiệc quốc gia xa hoa tại cung điện Buckingham với sự tham gia của nhiều người quan trọng, bao gồm các thành viên Hoàng gia Anh Quốc và các ngôi sao K-pop như Blackpink, để kết thúc một ngày đầy lễ nghi trắng. Trước đó, cặp đôi đầu tiên của Hàn Quốc đã tham gia bữa trưa riêng tại cung điện.